Yes. Và chúng ta cùng đến với trận thi đấu thứ tư. Còn vừa rồi thì có một tên Advan đến từ Dương Văn Hùng và Linh Đan DX. Càng đấy. Quảng Lặng đang lấy lòng Mario Balo Jawa. Thôi được rồi. Tôi đảm bảo là tôi về Hà Nội tôi phải ban cái ông Mạnh Tương này lại. À không, ban cái chị Mạnh Tương này lại. À, chị nói hơi quá đáng rồi đấy. Cùng trở lại với trận thi đấu thứ ba. Vâng, trận thi đấu này thì nhà có vẻ ok rồi, nhà đẹp, ba rừng ốp quanh nhà luôn cho nó mát. Bây giờ thì cần phải tìm đồ ăn thôi, dường như thế này là thoải mái rồi. Đây rồi, bầy hươu đầu 6 con. Khá nuột. Vâng, cánh rừng già siêu đẹp ở trong góc 9 giờ. Đây rồi, một con voi. Đôi voi. Fuck. Hải Nguyên Nhật đúng rồi. Mario Ozawa thì Nguyên Nhật, em là Hải Mario, em không hề liên quan đến Ozawa. Thoải mái luôn. Mario đã chuẩn bị lượt vua về nhà chính. Rất gọn gàng. Nằm xuống. Rồi ba con rồi, còn ba con nữa, nằm xuống đó đi. Sư tử thì cũng bút. Rất nuột. Em Hải Mario liên quan gì đến Ozawa đâu, em chẳng ngại Ozawa cả. Thậm chí bây giờ Ozawa sang đây em chụp hình với Ozawa thoải mái. Chỗ kia như chỉ có một con voi thì mà. Cần thêm một bãi quả nữa. Bãi quả 6 cây thì có thể lên được. À, con hươu này bướng. Mày bướng à. Cho nằm xuống đi. Bướng với cậu. Thêm một bầy hươu nữa. Vẫn chưa thấy quả phụ. Voi đâu rồi? Bê đầu. Trưa nay ăn no quá. Bình luận hơi khó khăn. Đây rồi, ở đây rồi. À, quả rồi, mắc ba lê được chưa? Không phải đi dò nữa, giờ cắt dần đi ăn quả được rồi. Câu con voi đây về. BB sẽ được thiết kế ở khu vực ở hướng từ góc 6 giờ lên. BM sẽ từ hướng 12 giờ xuống, còn BA sẽ hướng ra giữa bản đồ. Mắc ba lê luôn. Vâng, dần đây xì chạy nhanh quá, câu voi hơi khó. Ad đi các kiểu con đà điểu này. Rất hay. Rồi. Con voi đầu tiên xả. Mày bự. Liệu có ăn thêm bầy hươu không? 26 dân rồi. Ok, ngừng dân. Kích đời ở 7 phút 58 giây. BS thứ hai. À già, đóng S rộng rồi. Vậy BBBM sẽ ở khu vực này luôn. 3S đời 1 cho nó mát. Quyết định ép trận lực không ăn thêm bầy hươu. Đúng rồi, phải tôi cũng ép như vậy. Ăn thêm bầy hươu sẽ tốn thêm lực một chiếc BS nữa. Mà chiếc BS đóng ở khu vực đấy thì rất dễ bị công phá vào. Tôi nghĩ là như vậy là ổn rồi đấy. Mà đang ngắm nghía. Và ngắm rất kỹ. Để có ken gỗ được không? Bây giờ cắt dân ra chuẩn bị đóng BA rồi. Cắt dân ra chuẩn bị đóng BM nữa luôn đi. Đây, SH của game thủ Dương Văn Quyết đã được đẩy đến BA. BM đóng hẳn ra ngoài. Đóng hẳn ra ngoài.
Vậy là bài này sẽ không cộng dân. Bằng kích đời ở 10 phút 33 giây. Với 26 dân Assyria. Bắt đầu xóa ruộng. Rồi hướng từ 6 giờ lên đã kín. Ok ok. Còn hướng từ 12 giờ xuống. Chỉ khoảng độ 3 chiếc BE là kín thôi. Kéo hết dân đàn hoàng về. Và chiếc BE này là hơi tù. Rất là nót trong những từng chiếc ruộng của mình. Mắc vào lè. Sao anh khoảng lặng biết anh Dương Văn Quyết ăn hiêu góc 10 giờ vậy? Hành map à? Ôi dồi ôi, lên đời cách nhau cả một quãng đường thế này. Rồi, lại hai đều rồi. Nó chỉnh lại dân gỗ. Bây giờ thì KTB đang dũng đang chinh chiến trên mặt trận GG cùng với giải đấu phong trào. Đánh gà thế. Sao nhìn được mà em không nhìn được anh bịp em à? Anh hay map đúng không? Đã có bánh xe rồi. Bài này chỉ đánh được với 4A thôi. Đúng kìa, đúng kìa, gặp. À, mày à bưởi. Ok, 5 nhà BA vẫn chưa thấy con cung R nào ra. Giờ 4 con cung R đã rỉa được 3 dân rồi. Tiếp tục đẩy sâu vào trong. Cường thứ 2 đã có đứng thủ. Chuẩn bài luôn. Gấp rút tăng BA. Tăng BA. Không chịu tăng BA, chẳng chịu CE gì cả. Để công vào bãi độ. Đây là 5 con cung R trong tâm R đầu tiên của quân thủ. Dương Văn Quyết đang công lên. Nhưng mà tên thứ 3 của game thủ Đỗ Văn Đạt đã có. Bây giờ thì ruộng chính của game thủ Dương Văn Quyết đã bung. Còn anh khoảng lặng anh đang PR cực kỳ điên đảo khả năng đoán dự của mình. Anh đang tự hào với khả năng dự đoán chuẩn xác của mình. Nghe có vẻ tự hào lắm đây. Rồi tên tiếp theo thoải mái đỡ luôn, đấu luôn. Rồi thiệt hại mất một con rồi. À, và game thủ Dương Văn Quyết đang vác dần lên quẩy. Rút lại. Rỉa cung giờ thôi. Kệ họ muốn vác dần đi đâu thì mang. Rồi ok luôn. Bây giờ thì bán dần thoải mái đi. Rồi cung giờ để vào ta lại rút. Vác dần lên mà rồi tôi sợ. Chú ý tôi đi công có bán được dần hay không. Hay quá. Win chặt. Không cửa thua được chưa? Vẩy e. Này thì vẩy e này. Kéo về bắt tên này anh hỏi hết dân rồi. Vâng. Vâng chị Mạnh Tương 315 nó comment rất hay. Bấn loạn rồi. Còn đúng hình ảnh của chị Mạnh Tương luôn. Vừa rồi thì chị Mạnh Tương cũng đang bấn loạn đấy. Yeah. Tỷ số được cân bằng hai đều trong nội dung solo Assyrian giữa game thủ Đỗ Văn Đạt và game thủ Dương Văn Quyết. Chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận thi đấu bản lề.